Ôi, cái bầu quá cỡ luôn của bác ơi. Lên thì sao nhảy hay quá. Như nó nhảy ấy mà, nhảy nóng mà. Nóng quá nó nhảy. Quá thở luôn cái mẻ này luôn rồi cô bác ơi. Và tiếp theo tập video của em nha cô bác. Chú Mười nước cạn rồi, chú Mười đẩy hơi đuối, đẩy hơi mệt rồi, lớn tuổi rồi. Và tiếp theo nữa cô bác, cạn, nước cạn, đẩy hơi mệt nữa cô bác. Nước cạn lúa của bầu dấn hơn phần nữa. Chú Mười ơi, quá trời dữ luôn à, cá quá nhiều luôn chú Mười ơi, bầu này nè, quá cỡ luôn rồi cái bầu này rồi. Cá cá trong kia nó nhảy quá, nhảy luôn chú Mười ơi, đó trong bồ trong bầu á, trong giỡn á. Không dở nổi hả? Rồi sao dở nổi bầu này? Quá trời luôn rồi cô bác ơi, rồng luôn không? Sao cô bác sao? 15 tuổi quá mà. Đuối thôi chung rồi ha. Rồi sao không dở nổi cái bầu này? Ôi ơi cô bác ơi, cái này chắc đầy thao luôn quá. Đồng tiền cực quá không chú Mười? Phải cá mà nó có giá một chút thì có lý. Giá rẻ quá luôn à. Quá cỡ luôn cô bác ơi. Nhảy hay quá. Như nó nhảy ấy mà, nhảy nóng mà. Nóng quá nó nhảy. Quá. Quá thở luôn cái mẻ này luôn rồi cô bác. Dạ. Cá hết biết sắc đẹp luôn chú Mười ơi, mẻ này cá đẹp quá đẹp luôn. Và đến đây em cũng xin dừng video nha cô bác. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Nhớ xem tập tiếp theo nha cô bác. Bấm vào chữ đăng ký thì sẽ thấy toàn bộ cái quá trình của mùa nước nổi năm nay.
của Cá Linh của An Giang. Cá này là cá mồi à. Đầy xô luôn cô. Có 5.000, 5.500 ký. Bữa nay rớt giá nữa ha con ơi. Ừ. Còn có 4.000 ha. Cá quá trời đẹp luôn mà còn có 4.000 cô bác. Cá này. 4.000 ký.